Hello guys, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Passion for English của mình. Ở bài học ngày hôm nay của chúng ta thì có lẽ là khác hơn một chút so với tất cả những bài học khác từ trước đến nay ở trong series Vocabulary for IELTS của mình. Để tiếp diễn cái series về IELTS, những cái bài giảng cũng như là bài hướng dẫn tự học về IELTS của chị xin được giới thiệu với các em một cuốn sách mới. Đó là Grammar for IELTS của nhà xuất bản Cambridge. Bởi vì thông thường thì chúng ta cũng đã rất là quen với cuốn sách Vocabulary for IELTS rồi đúng không nào? Sau một thời gian dài chị khảo sát nhu cầu cũng như là theo những cái lời hứa của chị và tất cả mọi người thì chị hy vọng rằng là chị có thể đưa ra được một cái series thứ hai liên quan đến IELTS, đó là Grammar for IELTS. Hai cuốn sách này về đồ quan trọng của nó thì nó đều rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta có thể chuẩn bị một cách sẵn sàng cũng như là chinh phục được cái kỹ năng IELTS của mình. Hy vọng rằng là thông qua những cái bài học mọi như là cái phần mà hướng dẫn của chị thì các em có thể là tự tin hơn trong cái kỹ năng, kể cả là phần grammar là ngữ pháp hay là vocab là từ vựng, và nó sẽ là một cái tiền đề nền tảng vững chắc cho các em để các em có thể là chinh phục và đạt được những cái điểm như là mình mong muốn trong cái phần listening, đúng nào, reading, writing và cả speaking. Vì bốn kỹ năng này trong tiếng Anh của chúng ta đều yêu cầu mình phải có một vốn từ vựng tốt và có một cái khả năng ngữ pháp thật là chắc chắn. Và chúng ta muốn được điểm cao thì chắc chắn rằng là ngữ pháp của mình, đặc biệt là trong phần kỹ năng writing, nó phải ổn. Bởi vì nó là một trong bốn tiêu chí của những cái người chấm thi, họ hay chấm cái bài thi writing của mình đúng nào. Vì vậy nên hy vọng rằng là thông qua một loạt series, tất cả những cái video sắp tới liên quan đến cuốn sách Grammar for IELTS, các em hãy cố gắng là đón nhận và chúng ta cùng nhau luyện tập này, đồng hành cùng nhau và đạt được cái điểm band như là mình mong muốn nhé. Perfect. Are you ready? Let's get started in now to our lecture today. Và bài học hôm nay thì chị nghĩ rằng là chị đã đi qua một loạt những cái phần hướng dẫn cơ bản của cuốn sách Grammar for IELTS. Nó gồm những cái gì, nội dung của nó là gì, cuốn sách này giúp chúng ta đạt được những cái gì sau khi mà mình đã hoàn thành cái cuốn sách này nhé. Awesome. Một trong những lý do mà chị nghĩ rằng là chị vẫn trì hoãn cái việc mà dạy học cái cuốn sách Grammar for IELTS hoặc là hướng dẫn các em học về cuốn sách này, vì cái bố cục của chúng chia ra nó sẽ hơi khó để chúng ta có thể theo dõi. Tuy nhiên thì hy vọng rằng là chắc chắn là với cái thời lượng bài giảng là mình sẽ không thể nào đi được hết 100% tất cả những cái kiến thức ở trong cuốn sách này, nên là nhiệm vụ của các em vẫn sẽ là tự học đúng nào và chủ động cái tốc độ của mình. Bởi vì sao? Vì chị đã nói với các em rồi, nếu như mà nhanh thì em phải giảm tốc độ xuống đúng nào. Dành cho em nào lần đầu tiên đến với kênh của chị thì nếu như mà nó chậm thì các em hoàn toàn phải tăng tốc lên tốc độ 1,25, 1,5 phù hợp với năng lực của các em. Và nếu như mà mình cảm thấy rằng là mình có bất cứ câu hỏi băn khoăn nào thì hãy comment xuống dưới cho chị biết. Và nếu như video này có ích đối với các em thì các em cũng hãy để cho chị biết một cái lượt bình luận bên dưới. Bởi vì sao? Mỗi một cái lượt like, một lượt share hay là một lượt comment bên dưới để có một ý nghĩa rất là lớn với kênh của chị. Và link sách cũng như là link audio thì chị sẽ luôn để ở phần description box. Hy vọng rằng là các em hãy kéo xuống bên dưới và tải sách về, tải audio về. Chúng ta nghe, chúng ta học và chúng ta làm theo để nhanh chóng tiến bộ và đạt được kết quả mong muốn nhé. Practice makes perfect. Awesome. Vậy thì cuốn sách Grammar for IELTS này nó có gì? Đây là một cuốn sách em nhìn thấy, nó là Self-Study Grammar, Reference and Practice. Đây là cuốn sách dành cho các em tự học. Nên là chắc chắn rằng là cái việc mà chúng ta tự học nó quan trọng hơn rất là nhiều so với việc mà các em học bằng một thầy cô nào đó và các em cất sách vở đi không có luyện tập, không có ôn lại, đúng chưa nào? Và ở cuốn sách này thì chúng ta cũng thấy là nó giống với lại phần Vocabulary for IELTS. Bởi vì sao? Nó cũng có 25 chương. Và 25 unit này thì sẽ tương đương với lại 25 phần mà chúng ta sẽ đi qua trong suốt cái quá trình ở series này sắp tới. Với đầu tiên đó chính là chủ đề về các cái thì trong tiếng Anh. Ví dụ như là thì hiện tại, thì quá khứ, đúng nào? Hay là thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ, là thì tương lai. Và chúng ta cũng học về unit number 7, countable and uncountable nouns, là những danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy nó là then chốt, là cốt lõi. Rất rất nhiều bạn mắc lỗi sai trong cái unit này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta
chị không xác định được đâu là danh từ đếm được, không đếm được, dẫn tới cái việc là chúng ta không biết sử dụng mạo từ, quán từ như thế nào, dẫn tới việc là chúng ta chia động từ sai và không có được cái sự hòa hợp chủ ngữ. Thứ 8, chúng ta có referring to nouns, học về danh từ đúng nào, ví dụ như là mạo từ này đúng không, hay là những cái determiners, những cái mà quyết định danh từ, ví dụ như là each, every, both, hay là chúng ta học về đại từ đúng không, hay là học về tính từ và trạng từ. Chúng ta học về comparing things, học về so sánh đúng chưa, comparative and superlative adjectives là những cái tính từ về so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Unit thứ 12, chúng ta học về the noun phrase là những cụm danh từ. Ví dụ như là chúng ta biết là compound nouns là danh từ ghép, đúng không? Hay là có cái sự kết hợp giữa danh từ với những cái mệnh đề, gọi là phân từ, đúng không nào? Để chúng ta bổ sung thêm ý nghĩa cho cái danh từ đó. Chúng ta cũng có cơ hội học về models là động từ khuyết thiếu, hay là học về reported speech, câu trần thuật, đúng không nào? Hay là còn gọi là câu gián tiếp. Hay là số 16, chúng ta nói là verb và verb patterns, đúng không? Là những cái hình thái của động từ, những cái cách kết hợp đi kèm của động từ. Chúng ta học về câu điều kiện với những cái khả năng xảy ra, như câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2 và những cái hình thức để mà đưa ra một cái câu điều kiện. Cuối cùng, chúng ta cũng học về prepositions, giới từ, học về mệnh đề quan hệ ở unit thứ 20. Chúng ta học về các cái cách thì mình có thể là organizing text, là sắp xếp, tổ chức và đưa trật tự của một câu văn. Chúng ta cũng học về câu bị động, học về cách kết nối những cái ý tưởng với nhau, làm sao để cho nó cohesive, đúng nào, phải là mạch lạc, rõ ràng, hay là mình có thể là sử dụng những cái kiến thức ở unit thứ 24 và 25 trong cái phần writing test 2, đúng nào, và writing test 1 của các em. Chúng ta thấy là đây là một cuốn sách rất là toàn diện, vì gần như là nó đã cover tất cả những kiến thức trong phần grammar trong tiếng Anh của mình. Hy vọng rằng là chúng ta có thể là cùng nhau học qua phần lý thuyết này, đến với phần bài tập ví dụ, và sau đó là các em tự luyện tập, chúng ta mau chóng tiến bộ và đạt được cái điều mà mình mong muốn nhé. Trước khi vào cuốn sách này thì chị lưu ý với các em rằng là đối với một người học thì chúng ta sẽ có những cái gì. Thứ nhất, đó là nó sẽ cần có context listening, nó sẽ là phần A, là part A của mình trước khi chúng ta cùng nhau vào cái phần nội dung chính. Thì cuốn sách cho chúng ta một phần nghe, đúng nào, đấy là cái điều rất hay của cái nhà xuất bản Cambridge, bởi vì chúng ta không chỉ học về ngữ pháp, chúng không chỉ học là về phần từ vựng, đúng nào, mà chúng ta còn học cả nghe, cả đọc, cả viết. Sau đấy đến phần B là phần grammar, là phần nội dung chính, là trọng tâm của cuốn sách này, và nó sẽ là phần nặng nhất. Sau đó là đến phần C là grammar exercises, là phần ví dụ luyện tập. Phần D là phần test practice, giống như là cuốn sách podcast for IELTS, chúng ta sẽ có một phần luyện tập trong 4 cái kỹ năng của bài thi IELTS của mình. Và cuối cùng, tiếp theo chúng ta có phần key là đáp án, và phần recording scripts là phần gọi là băng nghe chạy, đúng không nào? Perfect. Và tiếp theo, đối với một người là giáo viên như chị thì các em cũng biết rồi, là một người hướng dẫn thì các em cũng sẽ có phần context listening này, cũng có grammar, cũng có exercise. Và đối với các em khi mà mình chưa từng bao giờ thi IELTS thì chị nghĩ rằng đây sẽ là một cái phần rất là quan trọng. Tại sao? Vì nó là entry test, là một cái bài kiểm tra kiến thức đầu vào để xác định xem là cái khả năng grammar, là khả năng về ngữ pháp của mình đến đâu rồi, chúng ta nắm được bao nhiêu phần trăm. Từ đó thì mình sẽ xác định cho mình một cái lộ trình học thật là cụ thể. Bởi vì sao? Nó sẽ ảnh hưởng đến các em rất là nhiều nếu như mà khả năng của mình là 4 chấm hay là khả năng tiếng Anh của mình đúng chỉ được 40%, thì mình sẽ cần phải có một cái lộ trình học khác so với những bạn nào mà 80-90% mình chỉ cần học lướt thôi, đúng không nào? Những bạn nào mà chưa có một tí gì hết thì chúng ta lại càng phải học và đọc một cách cẩn thận. Vì thế nên là chị recommend, chị khuyên các em là nên dành ra khoảng 1 tiếng để chúng ta có thể là làm tất cả những cái phần bài luyện tập, vì nó chỉ có 50 câu thôi. Và chúng ta check đáp án ở phần cuối sách để xem là mình sẽ, cái khả năng của mình được tới đâu rồi, đúng chưa nào? Và chúng ta nhìn vào một cái ví dụ của cái chương thứ nhất thì chúng ta thấy là phần A sẽ là phần context listening, đúng không? Là nghe
Và chúng ta dựa vào cái phần nghe này để chúng ta đoán định được là cái nội dung mà mình sẽ học là gì. Và để các em học gì thì em nhìn thấy là cái title của nó ngay ở đây. Present tenses là những cái thì hiện tại. Bao gồm có present simple, hiện tại đơn. Present continuous, hiện tại tiếp diễn. Đúng nào? Và những cái động từ. Phần 2 sẽ là phần chính mà chúng ta sẽ học, đúng nào? Là grammar với những cái phần nhỏ mà chúng ta sẽ cover trong đó. Phần C là grammar exercise, sẽ là toàn bộ những cái phần bài tập mà mình sẽ được nghe, được học, được củng cố. Và cuối cùng là phần D là phần test practice, là các em sẽ tự luyện tập ở nhà. Nếu như các em có thời gian thì chúng ta có thể là nghe và check, bởi vì là chị đã cover cái phần listening hay là phần test practice ở cái cuốn sách Vocab for IELTS rất rất là nhiều rồi. Và chị nghĩ rằng là nếu như mà các em có thời gian thì mình nên luyện tập 100% những cái bài tập này, vì nó rất là khớp và sát với cái bài thi IELTS thật của các em. Còn nếu như chị có thời gian thì thi thoảng chị cũng sẽ cover vào cái phần này để củng cố lại cho các em nhé. Tương tự với cái unit thứ hai là về thì quá khứ đơn, đúng nào? Những cái thì về quá khứ thì chúng ta có quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, hay là những cái cấu trúc used to và would, đúng không? Thì mình cũng sẽ vẫn nghe, vẫn học, vẫn đọc. Và về phần mà test practice ở đây thì nó không phải là mỗi là listening mà chúng ta còn có reading. Reading thì chúng ta cũng đọc và check đáp án, đúng chưa nào? Thì đó là cái cách mà mình học cũng như là tận dụng cái cuốn sách này để các em thể nhanh chóng tiến bộ trong cái kỹ năng IELTS, cái kỹ năng nghe, đọc cũng như là viết và kể cả là nói của mình, bởi vì là ngữ pháp và từ vựng sẽ luôn luôn là nền tảng, đúng chưa nào? Và khi các em kết thúc cái cuốn sách này, chúng ta kéo xuống dưới thì chúng ta thấy là có một cái phần key là phần đáp án. Thì các em hoàn toàn thể dựa vào những cái phần đáp án này để chúng ta làm bài tập này, check đáp án. Sau đó là chúng ta kiểm tra lại lý do vì sao mình sai. Bởi vì cái quá trình chúng ta làm bài và check đáp án nó chỉ là một nửa chặng đường thôi. Còn cái phần mà chúng ta thật ra là rút ra bài học này, đúc kết này, và chúng ta rút kinh nghiệm để lần sau chúng ta không lặp lại cái lỗi sai đó nữa. Xem đi xem lại khi nào chúng ta thật sự là hiểu thì nó mới là cái quá trình giúp chúng ta nâng cao cái điểm số của mình. Đúng nào? Và phần key thì các em nhìn xuống là mình cứ kéo xuống một chút nữa. Thì sau cái phần key này thì mình sẽ có đến một cái phần nữa, đúng nào? Khi mà kết thúc 25 cái unit, đúng không nào? Thì mình sẽ có đến cái phần gọi là transcript, giống như là cái cuốn sách Vocab for IELTS, thì mình đã thấy là mình sẽ có recording, đúng không nào? Và mình sẽ có một cái transcript để các em có thể là dựa vào đây chúng ta kiểm tra đáp án của mình xem là nó đúng hay là nó sai, đúng không? Và nghe đi nghe lại khi nào mình cảm thấy là mình rất là tự tin chắc chắn rồi, để chúng ta make sure là chúng ta đã không bị lãng phí cái băng audio của mình. Và cuối cùng thì nó cũng sẽ có một cái bảng gọi là mục phụ lục, đúng không? Irregular verbs là những cái động từ bất quy tắc. Với cột thứ nhất là cột động từ nguyên thể, cột thứ hai là thể quá khứ, và thứ ba là phân từ hai past participle, đúng không? Rồi chúng ta cũng có một cái bảng gọi là phrasal verb, là những cái động từ mà có sự kết hợp giữa động từ và cái giới từ để nó tạo thêm những cái nét nghĩa khác nhau. Và cuối cùng là có một cái phần tracklist để chúng ta biết được rằng là recording nó nằm ở cái CD track nào. Tuy nhiên thì chị sẽ để ở cái phần description box cho các em cái phần audio, các em sẽ tải cái file nén đó về và sau đó là chúng ta nghe, luyện tập thường xuyên và cùng chị đồng hành trong suốt cái thời gian cũng như là chặng đường sắp tới với cuốn sách Grammar for IELTS nhé. Sự rất là hào hứng, rất là hứng thú và cũng rất là trông mong cái series này để giúp đỡ các em song song với lại cái series Vocabulary for IELTS. Và nếu như các em chia thời gian thì chúng ta có thể là học cấp tốc theo cái kiểu là 2-4-6 thì mình sẽ học Vocab, 3-5-7 học Grammar for IELTS, hoặc chúng ta sẽ học theo cách là 2-4-6 thì mình sẽ học buổi sáng là Vocab, buổi chiều là Grammar, 3-5-7 chúng ta sẽ học những cái kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking của IELTS để chúng ta mau chóng tiến bộ nhé. Và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì các em có bất cứ một cái phản hồi hay băn khoăn thắc mắc gì hãy đừng quên và cũng đừng ngại ngần để lại ở dưới cái phần comment cho chị, bởi vì là nó sẽ có ý nghĩa rất là lớn với kênh của chị nha. Thank you so much for watching and see you in the next video of series Grammar for IELTS. Goodbye and have fun!